Minasan, konnichiwa. Nhật ngữ OIC xin chào tất cả các bạn. Lúc trước thì các bạn đã từng học cái cấu trúc ngữ pháp câu là xin phép làm hành động này, hoặc là tesumoidesuka, hoặc là tesumoidesu. Vậy thì ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cấu trúc ngữ pháp câu là không làm hành động này cũng được, hoặc là không làm hành động này có được không. Vậy nó có nó là như thế nào, chúng ta cùng nhau xem qua cái bức tranh ví dụ sau đây nhé. Hay đây là một cậu bé đang nói với giáo viên của mình là gì đây? Sensei, kono shukudai o shinakute mo ii desu ka? Cô ơi, em không làm bài tập này có được không? À, vậy thì cô giáo này đồng ý hay không đồng ý các bạn nhỉ? Ie shinaito, không làm là không được đâu đấy. Hay vậy thì cấu trúc ngữ pháp của nakute mo ii desu này là gì đây? Đầu tiên chúng ta là động từ, chúng ta chia về thể nai và bỏ ii đi, cộng với kute mo ii desu hoặc là kute mo ii desu ka. Ý nghĩa của nó là không làm cũng được. Hay và cách dùng của nó là mẫu câu này biểu thị không thực hiện một hành động nào đó cũng được. Thể nghi vấn của mẫu câu này được sử dụng như là một câu xin phép không thực hiện một hành động nào đó. Vậy thì bức tranh này thì đang nói gì đây? Cô con gái đúng không? Nói là yasai o tamemasu, vậy cô xin phép là không ăn rau có được không? Thì sẽ nói như thế nào? Đúng rồi, hay yasai o tabenakute mo ii? Yasai o tabenakute mo ii? Hay ii desu ka? Mình nói là sẽ lên giọng. Và người mẹ thì trả lời sao đây? Ie ikenai yo. Ie tabenai to ikenai yo. Mà người mẹ nói vắn tắt á, ie ikenai yo là gì? Không ăn thì không được đâu đấy. Thầy. Còn đối với bức tranh này thì như thế nào? À, hai người bạn đang nói chuyện với nhau đúng không? Okane o kai shimasen là gì? Không trả tiền. Vậy chúng ta nói là tôi không trả tiền có được không thì nói như thế nào? Okane o kai sanakute mo ii. Tôi không trả tiền có được không? Kiểu như là giận dữ chơi chơi á. Tao không trả lại tiền được không? Cho tao mượn luôn hay cho luôn á. Vậy thì người bạn thì có đồng ý hay không đồng ý? Nếu như bạn đồng ý thì bạn sẽ nói ê, họ là hay, y desu yo. Còn nếu như bạn không đồng ý thì bạn nói sao đây? À, một bạn này từ chối rất khéo đúng không? Sumimasen, chotto. Không, xin lỗi không được đâu. Thầy. Đó là cái cách nói về cái cấu trúc ngữ pháp là nakute mo ii desu, không làm cũng được hoặc là không làm có được không. Và qua bài học ngày hôm nay thì các em đã nắm biết thêm một cấu trúc ngữ pháp nữa rồi đúng không ạ? Và cô có để đường link bài tập ở bên dưới, các em có thể nhấp vào đường link bài tập đó để làm cũng như là củng cố hơn cái cấu trúc ngữ pháp ngày hôm nay nhé. Hai, minasan, sayonara, mata, kondo, yoroshiku onegaishimasu.